Con này tiếng bass khi vào thùng hơi bị phê nha anh em. Xin chào anh em mình. Thì clip tối ngày hôm nay em xin test cặp loa UTAC nha các bạn ha. Thì hôm bữa mình cũng có đăng và chia sẻ anh em mình rồi, thì cũng có một bác trai ở Vũng Tàu đã chốt cặp này và có giao cho mình là lên cho em nó một cái đôi thùng nha các bạn. Đấy, thì đây là cái thùng loa tủ đài nha các bạn ha. Thùng loa tủ đài của Technic. Loa thùng loa này là cấu hình là ba quay nha các bạn. Thì mình có đập đi xe lại ha, mình mặt này nè nó ba quay, mình có tháo cái mặt zin của nó bỏ rồi, cái mặt mới á, mình làm lại thành một cái lo đồng trục nha anh em. Mình chọn cái thùng này bởi vì cái thùng này nó có cái kích thước nó phù hợp, các bạn có thể tính nó phù hợp với cái đôi lo Celesta này nha anh em ha. Nói chung là những cặp Celesta này mình bán rất là nhiều rồi đó, cho nên chất âm của nó thì mình rất là quen thuộc nha các bạn ha. Thì mình chọn cho nó được cái đôi loa thùng phù hợp đó. Thì thùng này là thùng zin của hãng Technic, mình chỉ làm lại mặt thôi. Và cái căn này á anh em mình thấy là mình cái căn này là mà mình lấy từ cái lưới của Antet Lansin ha, Valencia đó các bạn. Đó, cái mẫu nè, mẫu của Antet Valencia nha anh em. Cái cặp lưới này bình thường anh em mình đặt mình là một cặp cũng hơi mắc đó, nhưng mà mình cũng ít có nhận lắm, do cái này á làm rất là kỳ công nha nè, làm rất là kỳ công. Mặc dù là CNC nó cắt nhưng mà về mình cũng phải mài dũa đồ lại nữa nha các bạn ha. Lưới thì mình dán ở trong, mình dán ra đó, thì nhìn rất là đẹp nha anh em ha. Nhìn nó sang và nó cổ kính nha các bạn. Mình sẽ đóng cái lưới vô mà anh em mình xem. Vậy nè, tối clip tối ngày hôm nay thì mình test trước khi mình giao hàng cho bác trai. Thì cặp loa này chất âm rất là ok nha anh em mình. Đó, dòng này hiện bán rất là nhiều rồi. Đó anh em mình thấy cặp lưới khi nó vào cái đôi thùng nhìn rất là cổ mà ha, nhìn rất là cổ kính ha. Rồi bây giờ mình sẽ mời anh em mình nghe đoạn test ha. Mình sẽ mở lưới ra nghe cho nè. 24 hour. Cái lưới này tháo lắp rất là dễ nha anh em. They brought the sun and the flowers. Where they used to be rain. Yesterday was blue, and today I am a part of you, dear. Chậm xuống rất là sâu nha anh em. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. When there's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss and that thrilling kiss, it's heaven when you find a romance on your menu. And what a difference a day makes. And that difference is you. Thank you.
footprints of Amy's. And there's a rainbow before me. The skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Cũng như mình vừa test và Zalo đeo bình cặp lo đụng chục ba quay đến từ Mỹ ha, của thương hiệu Yuta. Cái model là Sedita. Thì giờ thùng này, cặp lo này cũng bắt chai ở chốt ha. Mình có lên cho bác một cái đôi thùng. Như mình chia sẻ là thùng này mình mod lại từ cái thùng tủ đại của Technic nha các bạn ha, thùng zin của Nhật. Mình chỉ có làm lại cái mặt cho em nó thôi nha anh em ha. Chất âm con này trầm xuống rất là ok. Rồi em xin cảm ơn bác trai cũng như là cảm ơn em mình thời gian qua đã quan tâm cũng như là tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em sưu tầm. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Chúc anh em mình sức khỏe ha. Em xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.